Đầu năm 2023 đến nay, công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng của tỉnh Vĩnh Long có nhiều khởi sắc, đạt trên 83% kế hoạch năm. Một trong những điểm sáng góp phần mang lại kết quả tích cực trên là việc đẩy mạnh, mở rộng truyền thông về cơ sở, đưa cơ hội việc làm đến gần hơn với lao động nông thôn. Hiểu được đặc thù bận buôn bán, bà con tiểu thương khó sắp xếp được thời gian để tham gia tại điểm tổ chức tập trung. Trong khuôn khổ phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại xã Tân Lực, huyện Bình Tân, mới đây, chuyên viên Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Vĩnh Long và đại diện các doanh nghiệp đã đến tư vấn truyền thông lưu động tại chợ, đưa phong phú những thông tin về chính sách cơ hội việc làm tới người dân. Đi trực tiếp thì nó có cái thuận lợi cho mình, chứ đâu có đi qua xã được, tại vì sáng đông là mất mua bán ở đây rồi đâu có đi được. Thấy con cháu vậy là nhiệt tình dữ lắm luôn rồi đó. Có ông đứa cháu nữa, cô về cô đưa cái hồ sơ này nè. Nó chọn cũng nghe mấy anh tư vấn cái phí của mình đi như thế nào. Đó. Rồi khi mà cái phí của mình được vay như thế nào nữa. À, nó bao gồm như vậy đó, nhưng mà nãy giờ trao đổi thì thấy rõ ràng, thấy cũng yên tâm rồi, định hướng rồi. Tôi cũng lấy số điện thoại vậy đó để mà tôi tư vấn với con gái tôi xong rồi cái tôi gọi. Ngoài 18 phiên giao dịch việc làm định kỳ được tổ chức 2 lần mỗi tháng, đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các doanh nghiệp địa phương tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Long Hồ và 3 xã của 2 huyện Bình Tân và Trà Ôn. Đây là điều kiện thuận lợi để lao động ở địa bàn nông thôn được tiếp cận với chính sách về lao động, việc làm, nhất là được cung cấp tư vấn thông tin cung cầu lao động chính thống để người lao động an tâm, mạnh dạn tham gia vào thị trường lao động ngoài nước. Thực tế trong các năm qua làm về công tác truyền thông này thì thấy hiệu quả của cái việc mà vận động lao động ở các địa phương là góp phần rất là quan trọng. Mình đến cơ sở, mình vận động địa phương, đa phần là quý phụ huynh sẽ nắm được các chương trình này. Đồng thời thì công ty cũng sẽ liên hệ với các trường học, thì phụ huynh nắm được cái điều kiện tham gia cũng như về doanh nghiệp. Từ năm 22 là chúng tôi đã bắt đầu tăng cường cái công tác tuyên truyền, cũng như đổi mới trong cái hình thức tuyên truyền, tổ chức bằng nhiều cái phương thức mà làm sao cho tạo điều kiện cho cái người lao động tiếp cận được với cái nhu cầu của thị trường lao động. Cho nên là bằng tất cả những cái cách, cái giải pháp mà tổ chức nhiều hơn cái cuộc tuyên truyền về cái giới thiệu việc làm cho cái đối tượng lao động. Cho nên là từ đầu năm đến nay thì chúng ta thấy một con số liệu là nó rất là phấn khởi, rất khả quan, và cũng trên tinh thần cái cách làm nó hiệu quả như thế thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là từ đây đến cuối năm thì chủ cũng đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm. Thứ nhất là sẽ tổ chức các cái phiên giao dịch việc làm ở các huyện, có thể là đưa vào các cái điểm trường và tăng cường tổ chức ở cơ sở, ở các điểm xã, các phường, thị trấn để làm sao tạo một cái điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động tiếp cận được cái nhu cầu của thị trường lao động. Để phấn đấu đạt mục tiêu đưa 1.700 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2023, những tháng cuối năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền về cơ sở để người lao động có nhu cầu nắm bắt, tiếp cận với cơ hội việc làm, mạnh dạn tham gia thị trường lao động ngoài nước, cải thiện thu nhập, phát triển kinh tế.